trước khi con cá bơi song song với mạn thuyền và cố sức bình sinh mà kéo, thì con cá chao mình tránh ra rồi lật thẳng người lên bơi đi. Cá ơi, ông lão nói, cá này dẫu sao thì mày cũng sẽ phải chết. Mày muốn tao cùng chết nữa à? Cứ cái đà này thì không ổn rồi, lão nghĩ. Miệng lão khô khốc, không thể nói nổi. Nhưng lúc này, lão không thể với lấy chai nước. Lần này, mình phải kéo nó cặp mạng, nghĩ. Cứ thêm vài vòng nữa thì mình sẽ đuối sức. Không, mày khỏe. Lão tự nhủ, mày luôn khỏe. Vòng lượn tiếp theo, lão gần như kìm được con cá. Nhưng lần nữa, nó lại lật thẳng mình và từ từ bơi ra xa. Mày đang giết tao, cá à? Lão nghĩ. Nhưng mày có quyền làm như thế. Tao chưa bao giờ thấy bất kỳ ai hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng hơn mày. Người anh em ạ, hãy đến và giết ta đi. Ta không quan tâm chuyện ai giết ai. Giờ thì đầu óc mày đang lú lẫn lên hết cả rồi. Lão nghĩ, mày phải giữ đầu óc tỉnh táo. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và biết cách chịu đựng như một con người. Hay như một con cá. Lão nghĩ, đầu ơi, hãy tỉnh táo. Lão nói bằng giọng mà bản thân hầu như không còn nghe nổi. Hãy tỉnh táo. Thêm hai vòng nữa, con cá vẫn giữ nguyên đường lượng. Mình không biết, ông lão nghĩ. Đã đến lúc lão có cảm giác như lão có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết, nhưng mình sẽ cố thêm lần nữa. Ông lão cố thêm lần nữa và khi kiềm con cá, lão cảm thấy mình sắp ngất đi. Con cá rướn thẳng mình lại chậm chậm bơi xa. Cái đuôi đồ sộ lắc lư trong không khí. Mình sẽ lại cố thêm. Ông lão hứa mặc dù hai tay lão đã rã rời và mắt lão chỉ còn có thể nhìn rõ từng lúc. Lão lại cố và mọi chuyện vẫn như cũ. Thế đấy, lão nghĩ và lão cảm thấy say sẩm cả mặt mày trước lúc bắt đầu. Mình sẽ lại cố thêm lần nữa. Dồn hết mọi đau đớn và những gì còn lại của sức lực và niềm kiêu hãnh đã rời bỏ từ lâu, lão mang ra đương đầu với cơn hấp hối của con cá và con cá tiến gần mạn thuyền, từ từ bơi nghiêng, mõm nó gần như chạm vào máng thuyền và sắp sửa vượt qua, dài, sâu, rộng, ánh bạc, vàng tía và bất tận trong nước. Ông lão buông sợi dây xuống, dẫm chân giữ rồi nhấc cao ngọn lao hết mức. Vận hết sức bình sinh, cộng thêm sức lực lão vừa huy động trong người. Phóng xuống xuồng con cá, ngay sau lớp vây ngực đồ sộ vươn cao trong không trung ngang ngực ông lão. Cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, lão tì người lên, ấn sâu xuống, rồi dồn hết trọng lực lên cán lao. Khi ấy con cá, mang cái chết trong mình, sực tỉnh, phóng vút lên khỏi mặt nước, phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực. Nó dường như treo lơ lửng trong không trung phía trên ông lão và chiếc thuyền, rồi nó rơi sầm xuống nước làm nước bắn tung trùm lên cả ông lão lẫn con thuyền. Ông lão cảm thấy choáng váng, đau đớn và lão không thể nhìn thấy rõ. Nhưng lão vẫn kịp gỡ sợi dây của ngọn lao, rồi để nó từ từ chạy qua đôi tay say sát và khi có thể nhìn rõ, lão thấy con cá nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời. Cán lao nhô ra từ hốc sau của vây cá, còn biển thì đang đổi màu bởi máu đỏ loang ra từ tim cá. Thoạt tiên, làn máu đen sẫm trông như bãi cát ngầm trong làn nước biếc sâu hơn ngàn thước, rồi nó lan rộng ra từ đám mây. Con cá trắng bạc, thẳng đơ, bồng bềnh trên sóng. Ông lão chú mục quan sát khi thấy thấp thoáng, nhìn được, rồi lão quấn sợi dây mũi lao hai vòng quanh cái mấu ở đầu thuyền, rồi gục đầu vào lòng bàn tay. Hãy giữ đầu óc mình tỉnh táo, ông lão nói vào mạn thuyền. Ta là lão già mệt mỏi, nhưng ta đã giết con cá này, người anh em, và bây giờ ta phải làm việc khổ dịch này. Lúc mình phải chuẩn bị dây và thòng lọng để buộc con cá vào mạn thuyền, lão nghĩ, dẫu cho mình có hai người để nghiêng thuyền kéo nó lên rồi tát nước ra,
thì chiếc thuyền này cũng không thể chứa nổi nó. Mình phải chuẩn bị mọi thứ, kéo nó vào, buộc chặt rồi dựng cột, dông buồm trở về. Lão bắt tay kéo con cá cặp sát thuyền để có thể luồn sợi dây qua mang ra mỏm rồi buộc đầu nó vào mũi thuyền. Mình muốn ngắm nó, lão nghĩ, muốn chạm và sờ vào mình nó. Con cá là vận may của ta, lão nghĩ, nhưng đấy không phải là lý do để mình muốn sờ nó. Ta chắc ta đã cảm thấy trái tim của nó, lão nghĩ, khi ta ấn cái cán lao lần thứ hai. Bây giờ phải kéo nó vào, buộc chặt và trồng một sợi dây thòng lọng vào giữa thân, một chiếc nữa vào đuôi để buộc nó vào màn thuyền. Làm ngay đi, lão già ơi, lão nói, lão hớp một ngụm nước rất nhỏ. Bây giờ khi trận đấu đã kết thúc, lại phải làm lắm thứ khổ dịch hơn. Lão ngước nhìn bầu trời rồi cúi nhìn con cá. Lão chăm chú quan sát mặt trời. Chỉ vừa xế trưa thôi, lão nghĩ, và gió mậu dịch đang thổi. Cả đám dây câu ấy bây giờ không quan trọng. Thằng bé sẽ cùng mình nối lại khi về đến nhà. Đến đây, cá, lão nói, nhưng con cá không nhúc nhích. Thay vào đó, lúc này nó nằm ườn mình trên biển. Ông lão phải lôi con thuyền lại chỗ nó. Khi đến bên con cá và kéo đầu nó tì sát vào mũi thuyền, lão không thể tin được vào kích thước của nó. Lão tháo sợi dây ở cán lao ra khỏi cái mấu, luồn nó qua mang cá ra miệng, quấn một vòng quanh cái kiếm, rồi đút sợi dây qua miệng ra mang kia, quấn một vòng nữa quanh miệng cá, út chập sợi dây đôi lại, rồi cột vào cái mấu ở mũi thuyền. Rồi lão cắt sợi dây mang ra sau lái, buộc thòng lọng vào đuôi cá. Da cá chuyển từ màu gốc, màu tía ánh bạc, sang màu trắng bạc, và những cái sọc phô cùng màu tím nhạt như đuôi nó. Những đường sọc ấy lớn hơn cả bàn tay xòe rộng, còn mắt nó trông dửng dưng như những tấm kính trong kính viễn vọng, hay như một vị thánh trong đám rước. Đấy là cách duy nhất để giết nó, ông lão nói. Kể từ lúc uống nước, lão cảm thấy khỏe hơn, và lão biết lão sẽ không còn bị ngất, và đầu óc lão tỉnh táo. Với cái lối này thì con cá chắc phải nặng hơn nửa tấn, lão nghĩ, có lẽ hơn cả thế. Nếu tính 2/3 số lượng thịt từ trọng lượng ấy, với giá 30 sen một pound. Chú thích: 1 pound bằng 0,454 kg, 1 sen bằng 0,01 đô la. Hết chú thích. Thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? Ta cần một cây bút chì để tính, lão nói. Đầu ta không thạo tính toán, nhưng ta nghĩ DiMaggio vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm nay. Ta không mắc chứng nẻ cựa gà, nhưng đôi tai và lưng thì thực sự nhức nhối. Mình chẳng hay chứng nẻ cựa gà là gì, lão nghĩ, không chừng mình đã mắc chứng ấy mà không biết. Lão buộc chặt con cá vào mũi và đuôi thuyền, và cả vào cái giống ngang giữa thuyền. Con cá lớn đến nỗi trông như thể lão buộc một con thuyền khác lớn hơn vào thuyền của mình. Lão cắt một mẩu dây và buộc chặt vào cái hàm dưới của con cá vào miệng, để miệng nó không há ra, để con thuyền lướt đi càng êm càng tốt. Rồi lão dựng cột, căng buồm, nhanh đỡ với cái sào móc ở bên trên và cây sào dài giữ ở bên dưới. Cánh buồm vá căng phòng, con thuyền bắt đầu lướt đi, tựa ngã người lên đuôi thuyền, lão lái về hướng Tây Nam. Lão không cần la bàn để biết hướng Tây Nam. Lão chỉ cần nương theo hướng gió mậu dịch và chiều xoay trở của cánh buồm. Tốt hơn là mình nên kiếm một con cá mồi, móc vào sợi dây câu nhỏ để kiếm cái gì đó bỏ bụng và làm dịu cơn khát. Nhưng lão chẳng tìm thấy nó, còn mấy con cá mòi thì đã ương ình, nên lão dùng cái sào móc khua một đám rong vàng vùng nhiệt lưu lên thuyền. Khi đám trong đó trôi qua và rủ bắt những con tôm nhỏ rơi xuống lòng thuyền, chừng hơn 10 con, và chúng nhảy bốn chân như loài bọ chét cái. Ông lão dùng ngón cái và ngón trỏ rước đầu rồi nhai gọn cả vỏ lẫn đuôi. Mấy con tôm rất bé, nhưng lão biết chúng giàu chất dinh dưỡng, vả lại mùi vị của chúng thật dễ chịu. Ông lão vẫn còn trong chai độ 2 ngụm nước, và sau khi ăn xong chỗ tôm ấy, lão uống hết 1/4.
con thuyền vẫn lướt êm bất chấp vật cản kia. Ông lão cặp tay lái vào nách, lái thuyền đi. Lão có thể nhìn thấy con cá, và chỉ khi nhìn đôi tay và cảm nhận cái mạn thuyền dưới lưng, lão biết việc này đã thực sự xảy ra chứ không phải trong mơ. Đã có lúc khi cuộc đấu sắp kết thúc, người lão rệu rã đến nỗi lão nghĩ chuyện con cá hẳn là trong mơ. Rồi khi lão thấy con cá tung mình lên khỏi mặt nước và lơ lửng bất động trong không trung trước lúc rơi xuống, thì lão chắc chắn là có điều gì đó thật sự quái đản và lão không thể nào tin nổi. Khi ấy, lão không thể nào nhìn rõ, nhưng bây giờ mắt lão lại tỏ ra như thường. Lúc này, lão biết con cá có thật và tay và lưng lão không phải mơ. Tay chóng khỏi thôi, lão nghĩ mình đã làm chúng chảy máu và nước mặn sẽ chữa lành chúng. Làn nước sẫm đen của chính dòng nhiệt lưu vốn là phương thuốc chữa lành vết thương hiệu nghiệm nhất. Những gì mình phải làm là giữ cho đầu óc tỉnh táo, hai tay vẫn làm công việc của chúng. Chúng ta lái giỏi. Với cái miệng mím chặt và cái đuôi nhịp nhàng, chúng ta lái thuyền đi như những người anh em. Rồi đầu óc lão bắt đầu trở nên hơi mù mẫm đi, và lão nghĩ con cá đưa ta hay ta đang đưa nó vào bờ. Nếu ta không kéo nó phía sau thì chẳng có vấn đề gì, và nếu con cá ở trên thuyền nằm đờ ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng lão và con cá đang sát cánh đưa thuyền đi, và ông lão nghĩ cứ để cu cậu đưa mình vào bờ nếu cu cậu thích. Mình chỉ hơn cu cậu ở mánh khóe mà thôi, và cu cậu thì chẳng hề định làm gì hại mình. Họ lái thuyền đi êm. Ông lão nhúng hai bàn tay xuống nước mặn và cố giữ đầu óc tỉnh táo. Có những đám mây tích. Chú thích: mây tích. Cumulus là loại mây có hình thù giống như những khối bông xốp trắng, lơ lửng ở độ cao khoảng dưới 10 km trong lớp khí quyển. Mây tích là dấu hiệu của những ngày nóng. Hết chú thích. Cao và nhiều dải mây tơ. Chú thích: mây tơ hoặc mây ti. Cirrus là loại mây mỏng màu trắng trong suốt, trông giống như những dải khăn voan ở độ cao từ 10 tới 12 km. Mây ti là dấu hiệu của những ngày có thời tiết đẹp. Hết chú thích. Bên trên, vì vậy ông lão biết gió nhẹ sẽ thổi suốt đêm. Ông lão thường xuyên nhìn con cá để chắc chắn là nó có thật. Một tiếng đồng hồ sau, con cá mập lần đầu tiên tấn công. Không phải ngẫu nhiên mà con cá mập đến. Nó ngoi lên từ vùng nước sâu khi đám mây máu sẫm màu được hình thành rồi lan nhanh vào biển sâu ngàn thước. Nó ngoi lên rất nhanh, hoàn toàn bất cẩn đến mức xé tung mặt nước xanh thẳm, nhao mình trong ánh nắng. Rồi nó lại rơi xuống biển, bắt mùi và bắt đầu bơi theo hướng chiếc thuyền và con cá. Thỉnh thoảng nó để mất mùi, nhưng nó lập tức bắt lại mùi hay chỉ một dấu vết nào đó, rồi cật lực bơi nhanh về hướng ấy. Nó là con cá mập Mako cực lớn, được cấu tạo để bơi nhanh như bất kỳ loài cá nào bơi nhanh nhất ở biển, và mọi thứ trên người nó đều đẹp, chỉ trừ bộ hàm. Lưng nó cũng xanh như lưng loài cá kiếm, bụng nó ánh bạc, da nó bóng mượt và tuyệt đẹp. Nó được cấu tạo giống loài cá kiếm, trừ bộ hàm đồ sộ lúc nào cũng ngậm chặt khi lao nhanh mé mặt nước với những chiếc vi cao ngồng thản nhiên cắt mặt biển. Bên trong cặp môi mím chặt của bộ hàm, tất cả 8 hàm răng đều nghiêng chết vào trong. Chúng không phải là chiếc răng hình kim tự tháp bình thường của đa số loài cá mập. Chúng có hình giống như những ngón tay của người khi bị ráng cong, tựa như những cái vuốt. Chúng dài gần bằng ngón tay của ông lão và sắc như dao cạo cả hai cạnh. Đấy là giống cá được cấu tạo để ăn thịt tất cả những loài cá khác ở biển. Chúng nhanh nhẹn, khỏe mạnh và được trang bị lợi hại đến mức chẳng con cá nào có thể là đối thủ của nó. Bây giờ khi bắt được mùi rõ hơn, con cá tăng tốc và cái vi lưng xanh xả nước. Khi nhìn thấy nó lao đến, ông lão biết đấy là con cá mập không hề biết sợ hãi gì cả và sẽ làm đúng những gì nó muốn. Trong lúc quan sát con cá mập tiến đến, lão chuẩn bị cây lao và buộc dây vào. Sợi dây ngắn bởi vì lão đã cắt bớt để buộc con cá. Bây giờ, đầu óc lão tỉnh táo và sáng suốt, và tuy lão có đầy quyết tâm nhưng lại ít hy vọng.
cái quá tốt đẹp thì chẳng bền, lão nghĩ. Khi theo dõi con cá mập đang đến gần, lão liếc nhìn con cá kiếm khổng lồ. Cứ như thể là mơ ấy. Lão nghĩ, mình không thể ngăn hắn đừng tấn công, nhưng có lẽ mình sẽ giết được hắn. Dentuso. Chú thích. Dentuso, tên một loài cá mập. Hết chú thích. Lão nghĩ, xui rồi đấy con ạ. Con cá mập áp nhanh phía sau thuyền, và khi nó đớp con cá, lão trông thấy mồm nó mở rộng, đôi mắt kỳ lạ. Cú răng bổ phập một tiếng khi nó đớp ngập vào chỗ thịt ngay phía dưới đuôi. Đầu con cá mập nhô lên khỏi mặt nước và lưng nó cũng bền lên. Ông lão có thể nghe thấy tiếng da thịt rách toát ra trên mình con cá lớn khi lão cắm phập mũi lao xuống đầu con cá mập, ngay điểm giao giữa đường nối hai mắt và đường chạy thẳng từ mũi vắt ra sau. Chẳng có đường nào như vậy, chỉ có cái đầu xanh, gân guốc, to đùng, cặp mắt lớn và bộ hàm đang ngoàm ngoạm, ăn tống ăn tán. Nhưng đấy là vị trí mà ông lão đã đâm vào nó. Lão đâm bằng cả hai bàn tay tứa máu, dốc hết sức lực, ấn sâu mũi lao sắc nhọn xuống. Lão đâm không bằng hy vọng, mà bằng quyết tâm và cả lòng căm hận. Con lão cá mập lăn tròn ra, và ông lão thấy mắt nó dại đi khi lăn thêm lần nữa. Con cá tự quấn sợi dây quanh mình hai vòng. Ông lão biết con cá đã chết, nhưng nó không chấp nhận điều đó. Lát sau, nó nằm phơi bụng lên trời, đuôi quật mạnh, hai hàm răng lách cách. Con cá mập cài tung mặt nước như chiếc thuyền đua. Chỗ đuôi nó quật xuống, nước tung trắng xóa. 3/4 cơ thể nó nhô lên khỏi mặt nước khi sợi dây bị kéo căng. Rung rung rồi bật đứt. Con cá mập nằm im một lúc trên mặt nước và ông lão nhìn nó. Rồi nó từ từ chìm xuống. Hắn đớp khoảng 40 pound rồi. Ông lão nói lớn. Hắn cũng đoạt luôn mũi lao và cả sợi dây nữa. Lão nghĩ, còn bây giờ con cá của mình thì chảy máu và rồi còn bọn khác. Lão chẳng còn muốn nhìn thêm con cá thêm chút nào nữa, kể từ lúc nó bị đớp toạc cả thịt da. Lúc con cá bị đớp thì như thể chính bản thân lão bị đớp. Nhưng ta đã giết con cá mập, kẻ đớp con cá của ta, lão nghĩ, và hắn là con Dentuso lớn nhất mà ta đã từng thấy, và chú chứng giám rằng ta đã thấy nhiều con cá lớn. Cái quá tốt đẹp thì khó bền, lão nghĩ. Bây giờ, ước giá mà chuyện này chỉ là giấc mơ và mình chưa hề câu được con cá và hãy còn nằm ngủ một mình trên lớp giấy báo. Nhưng con người được sinh ra không phải để dành cho thất bại, lão nói. Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại. Dẫu sao thì mình cũng phải lấy làm ân hận vì đã giết chết con cá, lão nghĩ. Bây giờ là thời khắc tồi tệ sắp đến và mình thì thậm chí không còn lấy một mũi lao. Con Dentuso đấy độc ác, có khả năng, khỏe mạnh và khôn ngoan. Nhưng mình thì lại khôn ngoan hơn nó bội phần. Có lẽ không, lão nghĩ. Có lẽ mình chỉ được trang bị vũ khí tốt hơn. Đừng nghĩ nữa, lão già ạ. Lão nói lớn. Cứ dâm buồm theo hướng này và hãy sẵn sàng đối đầu khi sự việc xảy đến. Nhưng mình phải suy nghĩ, lão nghĩ, bởi vì đấy là tất cả những gì mình còn lại. Suy nghĩ và bóng chày. Mình không chắc DiMaggio vĩ đại có thích cái cách mình đâm mũi lao vào não con cá không. Việc ấy chẳng to tát gì, lão nghĩ. Ai cũng có thể làm được. Nhưng mày có nghĩ đôi tay ta cũng bất lợi ghê gớm như chứng nẻ cựa gà kia không? Ta không thể biết. Gót chân ta chưa bao giờ mắc bệnh gì cả, chỉ trừ hồi con cá nhám cựa châm nọc vào khi ta đạp phải lúc đang bơi, làm tê dại cả phần chân dưới và nhức nhối không tài nào chịu nổi. Nghĩ về chuyện gì vui đi, lão già ơi, lão nói. Lúc này cứ mỗi phút
thì mày lại đến gần nhà hơn. Mất đi 20 cân cá thì mày lướt nhẹ hơn. Khi vào đến dòng nước thì lão biết rõ chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng lúc này chẳng có thể làm gì nữa. Ừ phải đấy, lão nói lớn. Ta có thể buộc lưỡi dao vào cán của những mái chèo. Thế là tay cặp lái vào nách, dậm chân lên dây lèo buồm. Lão làm ngay điều đó. Bây giờ, lão nói, ta vẫn là một lão già, nhưng ta không phải được trang bị. Lúc này gió mát rượi và lão lướt nhanh. Lão chỉ nhìn phần phía trước của con cá và chút hy vọng lại lóe lên. Có mà ngốc mới không hy vọng, lão nghĩ. Thêm nữa, mình tin chắc đấy là tội lỗi. Đừng nghĩ về tội lỗi, lão nghĩ. Bây giờ, trừ cái chuyện tội lỗi ra, thì cũng đã có quá đủ rắc rối rồi. Và chăng mình đâu có hiểu gì về nó? Mình đâu có hiểu gì về nó, và mình cũng không chắc là mình tin có nó. Có lẽ giết con cá là tội lỗi. Mình cứ cho là thế, mặc dù mình làm điều đó để nuôi sống mình và nhiều người khác. Nhưng nếu thế thì mọi việc đều là tội lỗi hết. Đừng nghĩ về tội lỗi nữa. Đã quá muộn để suy nghĩ và đã có nhiều người được trả lương để làm việc đó. Cứ để họ nghĩ về điều đó. Mày được sinh ra để làm ngư dân như con cá kia được sinh ra để làm cá. San Pedro là dân chài lưới. Cha của DiMaggio vĩ đại cũng vậy. Bởi vì không có gì để đọc, chẳng có radio nên lão cứ nghĩ về mọi thứ có liên quan đến lão. Lão nghĩ lan man và cứ tiếp tục về tội lỗi. Mày không giết con cá duy chỉ để giữ mạng sống mà để đổi lương thực, lão nghĩ. Mày giết nó vì lòng kiêu hãnh và vì mày là người đánh cá. Mày yêu nó khi nó còn sống và mày cũng yêu nó sau đó. Nếu mày yêu con cá thì chẳng có tội lỗi gì khi giết nó. Còn gì nữa nào? Mày nghĩ quá nhiều, lão già ạ. Lão nói lớn. Nhưng mày hả dạ khi giết con Dentuso, lão nghĩ. Nó sống bằng những con cá như mày. Nó không phải là loài vật tìm thịt thối để ăn và cũng không phải là cá dạ dày biết bơi như nhiều loài cá mập khác. Nó đẹp đẽ, cao thượng và chẳng sợ bất cứ thứ gì. Ta giết nó chỉ để tự vệ, ông lão nói lớn. Và ta đã giết được nó. Ngoài ra, lão nghĩ, bằng cách này hay cách khác, thì vạn vật cũng sát hại lẫn nhau. Nghề câu cá giết ta y hệt như đã nuôi sống ta vậy. Thằng bé giúp ta sống, lão nghĩ, ta chớ tự lừa dối mình quá nhiều. Lão cúi người qua mạng, rứt mẩu thịt cá chỗ con cá mập ngoạm đứt. Lão nhai và cảm nhận chất cá và mùi vị ngon lành của nó. Thịt con cá săn, nhiều nước như thịt súc vật, nhưng không đỏ, không có độ dai trong nó. Lão biết loại thịt này sẽ được giá cao nhất trên thị trường, nhưng chẳng có cách nào ngăn không cho mùi cá tỏa ra trong nước, và lão biết trong thời khắc rất cam go đang đến gần. Gió nhẹ vẫn thổi đều đều, hướng gió hơi chuyển sang đông bắc, và lão biết điều đó có nghĩa là gió sẽ không tắt. Lão nhìn về phía trước, nhưng chẳng hề thấy một lá buồm, một bóng thuyền hay một làn khói tàu nào cả. Chỉ có đàn cá chuồng phóng lên từ dưới mỗi thuyền, bay dạt sang hai phía, và những vệt trong vàng của vùng nhiệt lưu. Lão không còn thấy ngay cả một con chim. Lão lái thuyền đi suốt 2 tiếng đồng hồ, tựa người sau lái và thỉnh thoảng nhai một mẩu thịt từ con cá kiếm, cố nghỉ ngơi và giữ sức. Khi ấy, lão nom thấy con đầu tiên trong 2 con cá mập. À, lão thốt lớn. Không thể nào diễn nghĩa được từ này. Có lẽ nó chỉ là thứ âm thanh vô tình thốt lên khi một người cảm thấy cái đinh xuyên qua tay mình ghim vào gỗ. Galanos. Chú thích. Tên một loài cá mập. Hết chú thích. Lão nói lớn. Bây giờ, lão trông thấy chiếc vây thứ 2 bám sau vây thứ nhất.
nhìn chiếc vây hình tam giác màu nâu và lối quạt nước rộng của cái đuôi. Lão nhận dạng đó là loại cá mập, mũi sẻn. Chúng bắt được mùi, bị kích động và trong cơn mờ trí vì cái đói cồn cào, chúng lạc lối rồi lại huyên náo khi tìm thấy mùi vị. Nhưng mỗi lúc chúng đang tiến gần hơn. Ông lão buộc chặt dây lèo buồm, nêm kỹ tay lái, rồi ông lão cầm mái chèo đã buộc sẵn lưỡi dao. Lão ráng nâng lên hết sức, từ từ bởi hai bàn tay nổi loạn vì đau. Rồi lão khẽ buông, nắm mái chèo để đôi tay giảm đau dần. Lúc này, lão nắm chặt để chúng quen với cơn đau. Không nào núng, lão nhìn thấy những con cá mập tiến đến. Giờ thì lão có thể nhìn thấy mấy cái đầu rộng, phẳng, nhọn như mũi sẻn và những chiếc vi bên sườn rộng, viền chóp trắng của chúng. Những con cá mập đáng ghét, thối tha, những kẻ săn tìm thịt chết cũng là những kẻ giết thịt. Khi đói, chúng đớp cả mái chèo và hai chân lái của con thuyền. Loài cá mập này có thể cắt đứt phăng chân và chân chèo của loài rùa khi chúng ngủ lơ mơ trên mặt nước. Nếu đói thì chúng tấn công cả con người dưới nước, dẫu cho người ấy không có mùi máu cá hay chút nhớt cá nào trên người mình. Ai, lão gọi. Galanos, hãy đến đây, Galanos. Chúng đến nhưng lại không theo kiểu của con Marco. Một con lắc mình, lặn khuất dưới thân thuyền. Lão có thể nhận thấy chiếc thuyền rung lên khi nó đớp và rứt thịt con cá. Còn con kia dương đôi mắt vàng ti hí nhìn lão rồi há rộng cái mõm như nửa vòng tròn của nó. Bất thình lình, sáp vào, đớp con cá ngay nơi đã bị đớp. Đường nhăn hằn rõ trên đỉnh đầu nâu xám vắt ngược ra sau, nơi não của con cá mập nối với xương sống. Ông lão cắm mũi dao ở đầu mái chèo vào chỗ nối ấy, rút ra đâm vào đôi mắt vàng như mắt mèo của nó. Con cá mập buông mồi, chìm xuống, nuốt những gì đã ngoạm được trong cơn hấp hối. Chiếc thuyền vẫn cứ chao đảo bởi sức tàn phá của con cá mập còn lại vào con cá. Ông lão buông chùng dây lèo buồm để con thuyền lạng sang bên, làm con cá mập phải hiện ra. Khi nhìn thấy, lão cúi người qua mạng, phóng mũi dao vào nó. Lão mới chỉ chạm vào phần thịt bởi da cá mập cứng. Và lão khó có thể thọc sâu lưỡi dao xuống. Cú đâm không chỉ làm buốt đôi tay mà còn làm đau cả vai của lão nữa. Nhưng con cá mập lại trồi nhanh lên đầu. Ông lão đâm thẳng xuống chính giữa đỉnh đầu bẹt khi mũi nó nhô lên khỏi mặt nước, áp chặt vào con cá. Ông lão rút dao ra, rồi đâm trở lại ngay chính chỗ ấy. Nó vẫn đeo vào con cá bởi bộ hàm đã mắc chặt. Ông lão đâm vào mắt trái, con cá mập vẫn cứ đeo cứng. Không hả? Ông lão nói, rồi phóng dao đâm vào giữa điểm nối giữa xương sống và não. Lúc này, cú đâm đã dễ dàng. Ông lão cảm thấy chỗ xương sụn vỡ tan. Ông lão rút mái chèo, lách lưỡi dao vào giữa hàm con cá mập, cạy mở. Lão xoáy dao khi con cá mập buông ra. Lão nói, cút đi, Galanos. Tôi chìm cả ngàn thước. Đi mà gặp bạn mày, hay gặp con mẹ mày ấy. Ông lão chùi lưỡi dao và đặt mái chèo xuống. Rồi lão tìm dây leo buồm, cánh buồm no gió. Lão đưa con thuyền đi theo hướng của nó. Bọn chúng đã sơ hết 1/4 con cá, mà lại còn vào chỗ thịt ngon nhất nữa cơ chứ. Lão nói lớn, giá mà đây chỉ là giấc mơ và ta chưa hề câu được nó. Ta lấy làm tiếc về điều đó, cá à. Nó khiến mọi chuyện hỏng bét hết cả rồi. Lão ngừng lại, và bây giờ lão không muốn nhìn con cá nữa. Kiệt máu và ngập trong nước. Trong con cá có màu bạc xỉn của lớp thủy tinh tráng gương và những cái sọc của nó vẫn rõ nét. Lẽ ra ta đừng nên đi quá xa, cá à. Lão nói, không nên đối với mày và cả đối với ta. Ta lấy làm tiếc, cá à. Nào, lão tự nhủ, hãy nhìn sợi dây buộc dao xem nó có bị đứt không, rồi chuẩn bị sẵn sàng bởi vì những con cá khác sẽ đến.
Giá mà mình có hòn đá mà giao. Lão nói sau lúc kiểm tra xong sợi dây ở cán chèo. Lẽ ra mình phải mang theo hòn đá ấy. Lẽ ra mày phải mang theo nhiều thứ. Lão nghĩ, nhưng mày đã không mang, lão già ơi. Giờ thì không phải lúc nghĩ về những thứ mày không mang. Hãy nghĩ về những việc mày có thể xoay sở với những gì có sẵn ở đây. Mày răng bảo tao quá nhiều lời, hay hớm rồi đấy. Lão nói lớn, tao mệt mỏi vì điều ấy đấy.